Theo thông tin từ Cục thống kê Lào Cai, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 1 năm 2023 tăng 0,26% so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,54%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính của quý 1, có một nhóm giữ giá ổn định, 7 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm giá so với tháng trước. Các nhóm hàng hóa tăng chủ yếu là nhóm lương thực thực phẩm, nhóm chất đốt, đặc biệt giá vật liệu xây dựng và giá điện sinh hoạt tăng cao do mức sử dụng tiêu thụ lớn. Những điều này làm chỉ số giá tiêu dùng của quý 1 năm 2023 tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên theo nhận định, giá thức ăn chăn nuôi, phân bón tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, giá nguyên nhiên vật liệu của nhiều ngành sản xuất tăng cao. Giá xăng dầu có nhiều biến động sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm soát lạm phát tại địa phương.